Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch để thảo luận thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành có liên quan. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến tiến hành trong 2 ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 12 năm 2021. Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại các huyện, thị xã, thành phố dự kiến diễn ra từ ngày 10 tháng 11 đến 17 tháng 11 năm 2021. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh lưu ý một số vấn đề về các điều kiện phục vụ tổ chức kỳ họp. Công tác lãnh đạo chỉ đạo cần được tập trung, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp khoa học kịp thời, trong đó phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan của Hội đồng Nhân dân, các sở ngành trong chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp. Đây là kỳ họp đầu tiên mà các cơ quan hữu quan sẽ trả lời chất vấn các ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm tại hội trường. Vì vậy, các cơ quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung trình tại kỳ họp, đảm bảo chất lượng.